Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh DV Channel. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cũng như chia sẻ các bạn cách chúng ta tạo một cái ảnh bìa hay là một cái ảnh avatar để chúng ta sử dụng trên điện thoại về cái ảnh chế của cái trang kiện tướng Liên Quân GB Mobile, khá là hay. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở trên điện thoại lên. Ở đây mình chỉ làm trên điện thoại, rất là đơn giản, chỉ cần khoảng tầm 3 phút là các bạn có thể tạo xong một cái trang ảnh bìa của trang kiện tướng GB Liên Quân, khá là hay. Rồi đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái đường link này, thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận của video, các bạn chỉ cần kích vào là sẽ đi đến cái trang này. Thì tại đây các bạn sẽ làm theo các bước khá đơn giản để chúng ta có được cái biểu tượng, cái hình ảnh avatar rất là ngộ nghĩnh và cũng rất là hay. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn tướng mà không mà yêu thích, rồi các bạn sẽ thực hiện trong vòng 4 bước ở đây là các bạn sẽ tạo được một cái trang, một cái hình ảnh avatar khá là đẹp mắt. Rồi các bạn sẽ làm theo thứ tự ở đây thôi. Chúng ta sẽ có 4 bước. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn tướng và không, sau đó chúng ta sẽ upload avatar lên, nhấn tạo ảnh và chúng ta tải ảnh về. Ở đây kiện tướng các bạn sẽ chọn tìm tên, hoặc là các bạn sẽ vuốt qua vuốt về để các bạn chọn cái kiện tướng mà bạn yêu thích. Ở đây ví dụ mình chọn kiện tướng này chẳng hạn. Rồi tiếp theo là khung hình, thì các bạn chỉ việc chọn khung hình mà các bạn yêu thích thôi. Ở đây ví dụ mình chọn khung hình này và tải một cái ảnh avatar đại diện của các bạn lên, chọn từ thiết bị lên, hoặc là các bạn có thể chụp trực tiếp. Rồi như vậy là xong, chúng ta đã chọn ảnh lên. Rồi các bạn sẽ cánh chỉnh vừa khung hình này, kéo phóng to thu nhỏ để chọn khung hình. Rồi như vậy, sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhập tên lên nếu các bạn muốn nhập tên. Chẳng hạn ở đây mình muốn là DV Channel, một cái nickname, một cái nickname khá là hay, là quen thuộc của các bạn, nam nữ mà chọn vào. Ngoài ra các bạn có thể nhập danh hiệu hay là nhập giới thiệu cũng vâng, khá là hay. Và hiện tướng nào thì các bạn sẽ nhập vào đây để chúng ta chọn hiện một cái tướng. Rồi ngoài ra các thông tin như là hiện tại, cáo thủ cũng vâng. Rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành tạo ảnh. Rồi như vậy là sau khi chúng ta tạo ảnh xong thì các bạn có thể tải về để chúng ta tiến hành sử dụng, đưa làm hình nền điện thoại, khá là hay. Ở đây các bạn thấy một cái hình xem trước ở đây, thông tin vân vân, khá là đẹp mắt. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc chúng ta sẽ bấm vào và tải về thôi, sau đó các bạn tiến hành mở lên. Rồi như vậy là mình đã tạo xong cái trang một hình ảnh avatar, hình đại diện, thông tin kiện tướng rất là đầy đủ chi tiết, giới tính là biểu tượng là nam đây, nickname là DV Channel, cái ảnh biểu tượng avatar đây. Rồi dòng danh hiệu các bạn có thể thêm vào, hoặc là cái phần giới thiệu này, rồi hiện những cái tướng này, rồi hiện tại vân vân, khá là đẹp mắt và cũng khá là độc đáo. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cách chúng ta tạo một cái ảnh avatar để dùng cho điện thoại hay là trang Facebook vân vân, dành cho bạn nào yêu thích và bạn nào chưa biết. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định, và các bạn có khó khăn nào thì các bạn cứ để lại ở phần bình luận video. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, đồng hồ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.